Nói chung là lượng xe rất đông, mà ở đây trường học rất nhiều, nên mà mỗi lúc mà học sinh bại ra thì là nó rất là nguy hiểm, mà tai nạn hay xảy ra ở đây. Mong muốn ở đây là có đèn xanh ở đỏ ở đây để giảm số lượng xe đi qua đi lại. Theo quan sát của phóng viên 24 giờ cùng DRT, ngã tư Võ Văn Kiệt, Chu Văn Tấn thuộc địa bàn phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông luôn đông đúc. Ngay gần ngã tư lại có một cây xăng, xe tải trọng lớn cũng thường xuyên ra vào đổ xăng, khiến cho tầm nhìn của một số phương tiện đi từ Chu Văn Tấn ra Võ Văn Kiệt bị hạn chế. Cộng thêm việc đường Võ Văn Kiệt có 4 làn xe, các phương tiện tham gia giao thông muốn qua đường cũng không hề đơn giản, nhất là đối với người đi xe máy hoặc xe đạp. Nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại khu vực này. Theo người dân, khu vực lân cận ngã tư này nếu được bố trí đèn tín hiệu giao thông thì người dân sẽ yên tâm hơn khi qua đường.